Và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm qua thì mình không có ra được clip do là mình hơi bận một chút, nhưng mà hôm nay thì mình rảnh rồi, mình sẽ tiếp tục làm clip cho anh em xem. Thì tiếp tục là series solo squad. Thì trận này thì nghe vẻ cảng hơi vắng rồi anh em ơi. Trong cảng mình nhảy xuống thì nãy giờ không thấy ai rồi. Không biết là có lag dù hay không, nhưng mà nghe vẻ là hơi buồn rồi. Cảng mà lại buồn hưu như thế này thì thôi, chúng ta gọi là một trận đấu nhàm chán rồi. Hy vọng là lắc dù bên kia lại có vài bố thế thì ngon. Nhảy xuống cái có phở la dè gắn thế này mà không có người bắn thì hơi buồn. Bố ba này hình như là không có thật rồi. Thôi có lẽ là mình bắn luôn cái phở le này, chơi luôn cái phở le này, lấy gọi là trong phở le có gì cầm combo ấy đi băm luôn. Bắn luôn nha anh em. Đây bắn. Đúng thật là không có người anh em ạ. Mình vòng coi như thế là 2-3 vòng lận, không có một ai nào. Ui combo xịn vãi nồi. Có gờ đô ra mới có ốp. Như thế này thì các bạn lại chết rồi. Thôi mình đi săn người luôn. Tầm này là ngon rồi. Chạy từ cảng Galgo, mình vòng kiểu gì cũng phải vòng qua Ojinki. Nhưng mà anh em nhìn này, nó vắng thấy mẹ luôn. À đây rồi. Con bốt. Có hàng anh em ơi. Ấy à, con bốt à. Bốt hay người vậy? Ơi người. Ôi đậu phộng. Người anh em ơi. Nó sấy lại mình này. À DP à. Nào DP à. À sau gốc cây à. Sau gốc cây này. À Việt Nam luôn anh em ạ. Mình cầm Gloza đấy. Này thì giả bốt với chúng tôi này. Thế là còn một thanh niên này đi ra đây thôi. Đóng cửa nút đồ. Và mình cũng đi luôn. Mình ra cầu anh em ạ. Ra cầu, tại vì là cái đường bay nó, à cái vòng bo nó vòng ra cầu nên là mình quyết định là ra đây. Ơ, con xe điêu này. Xe điêu thực sự này, ủa sợ vứt xe ở đây. Ơ, có người luôn này. Á đù. À, sau nhà vệ sinh à. Nào. Hello anh trai. Hello anh trai. Một tên này, còn một tên trong nhà nữa. À đi ỉa. Đang gọi là đang đi bắn. À ha. To này. BG soạc à. Lại là Việt Nam này. Đậu phộng. Thanh niên này chắc là đang đi trên đường, chắc là vừa lên ăn gọi là rẽ vào quán mắm tôm, thèm quá bún đậu mắm tôm, thế là đá được một đĩa. Ui thế là đang đi tào tháo đuổi, thế là phải dừng ngay cái nhà vệ sinh này để vào ỉa. Khổ thân thanh niên thật, đúng không anh em? Ui cái tình huống này nó lại quá đúng luôn. Từ lượn qua cầu xem nào, hình như mình thấy người thì à, thấy xe thì phải. Ờ đúng rồi, giữa cầu kìa. Chuẩn bài rồi. À như vậy là cầu lại ngon rồi. Đây đây mình dừng đây. Kìa kìa. Cái xe vất giữa cầu luôn kìa. Người chạy kìa. Chạy nhâu như kiến luôn. Đâu rồi. À đang công nhau này. Đang quăng bom nhau này. À úi rồi. Vừa clear được một team. Rồi một tên. À đủ. Căng thẳng vậy anh trai. Căng thẳng với anh trai. Ủi thế mà không trúng đầu. Từ từ đã. Mình chỉ có một mình thôi. Mình cứ phải đầy máu. Bây giờ một viên ca vào đầu là mình hẹo luôn này. Từ từ. Hồi lên một tí đã. Mình thấy đằng xa còn một thằng chạy nữa cơ. Đây này. Nó chạy đây này. Một tên nữa. Đủ. Sao đoạn này bò vào. À. Ôi thôi sờ mốc rồi. Cái chóp đầu. Ủi không bắn xuyên được qua cái tầm đấy. Cái mái xe nó hơi cao. Sở mốc để cứu rồi. Như vậy là lính lốc 2 rồi. Ơ sao vẫn chạy nhở. Vẫn chạy này. Ui chúng tóe máu xanh mà không hề hấn gì kìa. À hở chân này. Không được anh em ơi. Ôi như vậy là ở đấy vẫn còn hai team khác. Vẫn còn combat kìa. Mấy thanh này vẫn combat từ từ đã. Mình phải lốc được một tên nữa thì mình mới đẩy lên. Ngồi lút đồ này. Úi giời ơi. Ông ơi sao ông không ngồi im cho tôi một tí. Á đủ. Nào. Ông thò vào đây. Một tên. Bây giờ đẩy luôn. Đẩy luôn. Tên này gọi như nào tên này cầm đầu đây. Tôi lấy vỉa mình mấy phát rồi. Anh này chắc khỏe nhất trong cái đội hình chầy cối này rồi. Đẩy luôn anh em ạ. Không. Á. Sấy à. Sấy à. Ê. Sấy. Sấy chúng cho 10 tỷ.
xây chúng cho 10 tỷ. Một tên nữa. Đây đây, trong đống sấm mốc này, à đây rồi. Trong đống sấm mốc này. Này, mình xuyên sấm mốc cho các bạn xem này. Tao trốn đi. Đâu rồi? Sấm mốc nhiều đấy. Trốn đi này, đang cứu nhau này. Còn còn không nhỉ? Còn không nhỉ này. Rồi rồi rồi, xong xong. Lia lia. Hợp lý vãi nồi anh em ạ. À. Như vậy là băm luôn được cái team này. Mình sấy cái mình sấy vào người thế là cái máu nó tóe phát sáng. Thế là nó nộ luôn một thằng đang nằm nữa. Ơ. Ơ vẫn còn này. Ơ đậu phộng. Tưởng clear rồi chứ. Ui, thế là vẫn còn gọi là một tên nữa. Ở đây ba rồi, mình ừ nhỉ, mình ăn ba rồi. Một tên này trốn đâu? À đủ. Sao có thằng chạy này? Chỉ là một con bot thôi anh em ạ. Tưởng lại chạy đi đâu. Chỉ một con bot thôi. Mấy thanh niên này cũng lúc nãy là mình có thấy là bên này nó bắn thính này, nhưng mà không phải bọn này cầm thính. Thế bọn nào cầm thính nhở? Ở xe pháo ở đây vất tá lả ra rồi. Từ đã, uống miếng nước cho nó gọi là tràn đầy năng lực. Quẩy cho nó sung. Nước là không bao giờ để hiệu ứng, không bao giờ thiếu anh em ạ. Ơ, có thằng chạy này. Có thằng chạy này. À, SVN. Ơ, đây này còn nữa này. Ơ, cái gì đây? Ơ, what the hell? Cái gì thế này? Úi, không vào đầu này. Cái gì thế này? Ủa, sao lại dừng xe ở đây để bắn mình ta? Như vậy là team nẻ này. Cho bạn thêm viên nữa này. Cái thằng cầm AUG cái là thằng team cuối. Nó đẩy lên, chắc là thanh niên không biết mình ở đây. Đẩy lên như kiểu là trốn không người. Và rồi thì bây giờ thì thêm một hai thanh niên từ đâu gọi là vác mạng tới. Đây đây đây, công luôn anh em ạ. Không để cho thanh niên này thay quần, trở tay thay quần áo. Tại vì vừa nãy là mình cho một viên ốp rồi. À smoke này. Chuyên nghiệp đấy. Mình đẩy sẵn xe vào luôn. Nó cầm sầm mốc với cả chỗ mình đẩy. Mà đẩy bộ thì nó hơi thoáng. Bạn nằm trong sầm mốc à, mình cán bạn luôn này. Làm cái bép phát này. Bép. Không thấy rồi. Á đủ. Trong sầm mốc. Trong sầm mốc này. Trong sầm mốc này, từ từ ra. Vào cây này cho an toàn. Trong sầm mốc đúng không? Trong sầm mốc đúng không? Ui một đầu rồi. Một đầu rồi. Một viên nữa thôi. À sấy lại à. Nào. Tặng cho bạn quả bom này. Bạn trong sầm mốc à. À nghe rồi nhá. Úi giời ơi, sờ mốc tan não cá vàng vãi trưởng tên ạ. À. Bạn đèn lắm. Thôi đi thôi, quá nhiều đồ. Ra cướp luôn cái thính này anh em ạ. À. Không phải đi cướp thính mặc á đủ có tiếng. Mình quá giàu rồi, mình chỉ có đi qua đây để kiếm mạng thôi. Đây này, mini ở đây này. Mini, ui ôi trượt rồi, bạn né ghê đấy. Ui bình tĩnh anh, bình tĩnh. Đây. Khổ quá. Mình dừng lại đây. Các bạn không phải bắn nữa. Thế là có khoảng đâu đó là hai tên thì phải. À nhảy sang công luôn à. Bạn công ai? Đây là Gorosa. Đây là Gorosa đấy. Hai tên. Như vậy là vẫn còn. Bơm máu đã. Hơi đau đấy. Thấy cũng ghê đấy. Còn một tên nữa thôi. À đây rồi này. Nằm à, công lên à. Công lên thì người ta phải công luôn chứ. Để cho mình có thời gian bơm máu là thôi. Toang rồi. À còn vẫn còn xe. À đủ. Anh gì ơi. Anh ơi em bên này. Em bên này anh ơi. Ui. Chạy gì mà nhanh thế. À dừng này. Dừng à. Tại sao lại không dừng luôn lại dừng. À không. Anh em drift anh em ạ. Mình nghĩ là như vậy. Ơ, không phải drift luôn. Tại sao lại dừng ở đây nhỉ? Ui, bạn trốn làm cái gì nữa? Tầm này mình đi 1v4 mà. Nên là mình không tha ai đâu. Chỉ có khi nào mà có một squad của bạn ở đây thì mình mới không gạt bạn để mình đợi bạn ra để mình hốt luôn cả cụm thôi. Cái tầm này thì cứ nốc được là mình thẳng tay luôn. Không tha. Không thể tha được. X6 này. Combo cầm cái combo này đi lu map luôn. Đây này, có xe chỗ này. Có xe ở đây này. Có người không ta? À đúng rồi. Có người này, một viên. Một viên nữa thôi bạn ơi. Bạn ơi,
Ôi chạy đi làm gì bạn. Ôi nó chạy mất rồi. Ơ cướp cỏ anh em ơi. À chạy à. Chạy này. Như vậy là chắc là tên cuối à, tên cuối của team này à. Lên xe à. À không không, hình như nó ở hòn đá thì phải. Nào bước ra. Đây. Không phải. Ơ có xe tới vào luôn kìa. Có xe vào luôn. À như vậy là bạn của nó. Bạn của nó rồi anh em. Như vậy là lại một team khác. Lại một team khác này. Ui mình chỉ còn 4 viên ốp thôi. Đâu rồi. Đứng im đứng im. Đứng im bạn ơi. Đứng im bạn ơi. Một viên này. Nào. À trốn rồi. Nhìn mình rồi. Nhìn mình rồi. Ui mình bắn ốp giảm thanh tầm này mà nó cũng nhìn thấy mình. Ghê đấy. Rồi mình uống xong bình nước mình đẩy vào. Mình lấy đi con xe này. Ở bên đó thì hình như là chỉ có hai tên thôi. Mình đẩy thẳng vào luôn. Tóc không xoăn không cần phải xoắn. Tầm này gờ đâu ra. Mình cầm vào tay mình là được búp sức mạnh rồi. Nên là chơi luôn. Khô máu với hai thanh niên này. À bắn trả rồi. Bắn trả rồi. Bắn giò bắn trả rồi đây mình vào đây. Không phải khèo. Ui sấy rồi. Căng. Ui sấy sấy căng thế. À, đây đây mình vào đây mình vào đây. Bình tĩnh bình tĩnh. À mở góc phải à. Một thằng trái. Một thằng phải này. Rồi một tên chạm phải thì ra đi. Công lên này. Xong luôn. Ui có tiếng khèo. Không được không được không được. Mình uống xong bình nước mình phải đi luôn. Chỗ này nguy hiểm rồi. Quá nguy hiểm. Đi 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 đi. Mình đi một vòng luôn. Cái lúc nãy mà mình có đi luôn ấy. Mình á đủ. Bên này có người này. Mình không thấy gọi là mình đi hẳn một vòng quanh khu vực đấy. Không thấy nó bắn ở đâu luôn. Ôi chạy ra. À chạy này. Á đủ. Chạy đâu vậy anh trai. Chạy đâu vậy anh trai. Chỗ đấy. Ui hai thằng. Hai thằng rồi này. Ơ sao lại giật giật. Một viên này. Chạy lại giật giật. Lại mang cả bổ trợ liên quân vào đây à. Không được rồi không được rồi. Nó đang nằm ở đấy rồi. Mình bắn trúng một tên là nó nằm rồi. Nằm ở đây phải không. Không phải rồi. Ui sờ mốc kìa. Ôi nó vừa vã một thằng bốc khói này. Á đủ. Nằm ở trong bụi này đúng không. Như vậy là không phải. Một thằng nằm ở đâu đó ngoài xa xa một chút. Bắn hai cái thằng này thì phải. Ôi được rồi. Không thể nào mà anh em ạ. Chúng ta cứ phải cầm xe lưu map luôn. Tầm này đứng đây là không thể ăn được chúng nó. Làm bình nước lên. Cho nó thêm hiệu ứng rồi chúng ta lưu thẳng vào đấy luôn. Vẫn tạch tạch kìa. Nó vẫn ăn ai. Hình như là nó mới chỉ giết được một thằng thôi anh em ạ. Lưu thẳng vào luôn. Đâm sợ. Á đủ. Thấy được mình luôn này. Thấy mình luôn này. Trong thờ bốc đúng không. Không có rồi. À đây rồi. Á đủ. Làm sao nhà vệ sinh à. Tại sao lại chọn chỗ nào. Á đủ sấy lại rồi. Sấy gì đấy. Mình bên này cơ mà. Á đủ. Mình bên này cơ mà. Mình bên này cơ mà. Thành niên vẫn tưởng mình ở trên xe. Chết rồi. Chỗ này lại vào cái gọi là cái thế khó rồi. Không được không được không được. Nó ở đâu nó bắn mình vậy. Còn một tiếng súng ở bên này vừa nó dã mình. Chỗ này lại thành chỗ nguy hiểm rồi. Từ lên xe té té anh em ơi. Không thể được rồi. Không thể được. Á đủ. Trời ạ. À M249 à. Rồi rồi rồi. Chơi bạn luôn. Nào. Bạn thấy đi. À đây rồi. Đây rồi này. Rồi như vậy là clear. À vẫn còn nguyên hai tên anh em ạ. Vậy là clear một team này. Còn một đấy. Tiếng súng này nó nãy giờ nó bắn mình này. Thằng này bắn nãy giờ này. Á đủ. Ui 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 ui. Ui bình tĩnh anh ơi. Thôi 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 anh ơi. Ui thôi xong rồi. Toàn toàn toàn. À cái nhà mình vừa đi thì nó lại vào. Khốn nạn thế. Từ anh ơi. Em còn vợ trẻ con già. À quên. Cứ lộn cái này. Vợ già con. Ừ vợ già con trẻ. Anh tha cho em với. Thẳng thẳng thế anh. Á đủ. Thôi xong rồi. Bị hai hướng bắn. Thôi thôi bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Thôi thôi em biết sai rồi. Anh ơi em biết sai rồi. Rồi rồi rồi. Bình tĩnh anh ơi. May kịp quăng quả sấm mốc. Được rồi mình phải quăng thêm sấm mốc để mình vào trong khu nhà. Không là chết rồi. Cái này là nguy hiểm rồi anh em ơi. Bình tĩnh anh ơi.
Thôi thôi, em bảo thôi rồi. Anh gắt vậy. Cho em một con đường sống đi. Trời ơi, bây giờ em vào được nhà rồi thì anh chuẩn bị đi. Anh cứ chuẩn bị coi như thế là đồ nấu đi. Em nướng anh luôn này. À, nằm ở trên kìa. Nào, nằm à. Nằm ở trên này, bay đầu. Anh bắn, á đủ. Thằng bạn nó sang gần mình rồi. Rồi mình uống xong bình nước, mình vòng ra đằng sau kia. Đằng sau kia. Mình hốt luôn cái chọn cái ổ này. Đậu phộng các bạn luôn. Như vậy là có một tên chắc là quay lại để cứu đồng đội rồi. Mình vòng ra. Không thể tha thứ được anh em ạ. À, trong sờ mốc à. Quăng sờ mốc à. Này thì quăng sờ mốc này. Đây mình vòng hắn ra đằng sau kho này luôn. Đâu rồi? À đây rồi. Đứng đây làm cái gì? Này thì đứng đây này. Một tên. Công vào. À à. Nào bước vào đây. Nào. Bước vào đây này. Bước vào đây này. Ui bom bom bom. Thôi bình tĩnh anh ơi. Bình tĩnh anh ơi. Ui ôi. Thôi xong rồi u rồi. Đây rồi. Ui. Nhiều bom vậy. Vai thật anh em ạ. Nó quăng một mã bom nổ nghiêng hết cả người mình. Ui. Phí quá, còn đúng một tên thôi. Trời ơi. 19 kill một tên đang nốc là 20 kill rồi. Phí thật sự anh em ạ. Không sao. Cũng khá nhiều gọi là pha hay ho ở cầu. Anh em thấy hay thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Và comment ý kiến của em ở phía bên dưới, mình sẽ tiếp thu để làm những cái nội dung hay cho anh em xem. Bye bye, hẹn anh em những clip tiếp theo.